Con Lê con ngồi chơi được khoảng độ 20 phút còn thấy chán ngắt, còn thôi đi về thì các anh chơi đi thôi. Cả ông Đồng nữa. Đồng nữa. Đồng đấy. Đồng. Mấy chân cứng ở đấy suốt ngày. Đồng kẹo rồi Thanh, vợ chồng người Thanh. Thôi thì nghĩa là nhiều nhiều chân, nhiều hôm là không đủ chỗ. Không đủ chỗ đấy chơi. Máu, nhưng mà liêng thì đánh thương mại, liêng thì mà nói chung là nếu mà đánh ok nhất thì chỉ tầm 6 người. Mà 7 người là đông thì chơi thì nó dễ. Từ 5 đến 7 người là dễ chơi nhất đúng không ạ? Chứ còn đánh đông thì bài đỏ thì trúng, nhưng mà đánh đông bài đen sợ lắm. Đấy, đen thì hãi lắm. Đẹp bài nhất thì là vẫn là đánh 6 người. Bài đỏ thì đôi khi là cái anh vị nó đuổi một tí rồi nó cứ đi theo. Cái bài nó người ta 7-8 điểm, người ta cũng cứ đi theo. Thằng như bọn Thanh thì 2 điểm nó đi. Cứ theo thôi, đó là ăn hết. Thanh Hương gì ạ? À? Thanh Hương này là một đội, Thanh Hương hay đánh náo lắm. Nhưng mà Thanh Hương này còn bắt 2 điểm đi. Còn một điểm nó đi. Còn bắt được vị của Thanh mà, chẳng qua là đánh anh em quan tiền nhau thôi. Hắn đánh chớn đánh náo con biết ngay. Mà anh em ngồi với nhau có dám tiền nhau đâu.